nhằm mục tiêu giới thiệu quảng bá cho ngành sản xuất xuất khẩu gạo, đồng thời nhấn mạnh những thành tựu trong nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng cho sản phẩm lúa gạo Việt Nam. Mới đây, Bộ Công Thương đã phối hợp với tạp chí The Rice Trader TRT, Hiệp hội Lương thực Việt Nam và một số doanh nghiệp trong và ngoài nước, chuyên gia quốc tế, tổ chức hội nghị gạo quốc tế lần đầu tiên của Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị gạo quốc tế, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải cho biết, sản xuất xuất khẩu gạo có vai trò quan trọng đối với phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam. Những năm gần đây, ngành gạo đã có những bước phát triển và đạt được những kết quả tích cực. Hàng năm, lượng gạo của Việt Nam xuất khẩu chiếm 15% tổng lượng gạo xuất khẩu toàn thế giới. Việc phát triển thị trường gạo xuất khẩu đã được Việt Nam xác định rõ là phát triển thị trường xuất khẩu gạo để nâng cao hiệu quả và thúc đẩy xuất khẩu gạo, định hướng công tác quy hoạch và tổ chức sản xuất lúa gạo hàng hóa trong nước, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu gạo xuất khẩu, đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào một số thị trường nhất định. Tại buổi thảo luận, các diễn giả đã tập trung vào các vấn đề về tình hình sản xuất xuất khẩu gạo, cơ chế chính sách quản lý điều hành xuất khẩu gạo, cơ cấu sản xuất gạo, chất lượng và chiến lược phát triển thị trường gạo Việt Nam trong thời gian tới. Hội nghị là giải pháp quan trọng để xúc tiến thương mại, quảng bá hình ảnh gạo Việt Nam, đồng thời giúp các doanh nghiệp Việt có thể tiếp cận với cách tổ chức sản xuất, kinh doanh xuất khẩu gạo hiện đại, học hỏi kinh nghiệm trong ứng dụng khoa học công nghệ và xây dựng thương hiệu từ các chuyên gia và các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực.